Cô Thảo Thảo đã gãy ra để bác không còn cắm sạc. Để bác ngủ sạc cá với xe vừa. Có lúc kìa. Hai đứa sang kia đi. Vâng, anh kia để bố sạc. Sạc cái này để xe. Để chụp ảnh. Chụp ảnh với bọn mình. Bọn mình để chơi dô dô. Dô dô không xong. Ui, đi ra kia đi, không nó va vào đây, nó vỡ bây giờ. Rồi, hai đứa ra ngoài kia, đứng gì ra kia chơi, đứng gì ra kia. Ui, thấy chưa? Đứng dịch ra đây, bác xem nào, thả ra đây xem nào. Đi ra đây thả, ra đây thổi.